Alo, anh à, em về đến đầu làng rồi anh ạ. Anh ra đón em nhanh nhá. Anh đã ra gần đến nơi rồi. Dạ vâng ạ. Có bao nhiêu tiền đấy? Đưa hết cho tao. Anh định làm gì tôi đấy? Tôi không có tiền. Định làm gì á? Mọi người ơi! Bỏ ra! Cướp! Con kia con này! Trả lại cho tôi! Anh làm gì đấy? Mọi người ơi! Có cướp! Bỏ ra! Bỏ ra! Bỏ cô ấy ra! Ôi cái thằng danh con này! Con hồn thì cút! Bố mày giết mày đấy! Mày có giỏi ấy! Thì vào đây! Sao không em? Dạ, em không sao anh ạ. Em cảm ơn anh nhá. Nếu không có anh thì không biết em phải làm thế nào nữa. Không sao đâu. Thấy chuyện như thế này thì anh phải giúp thôi mà. May cho cô em là hôm nay gặp phải anh và thằng em anh đấy. Không thì không xong với nó rồi. Dạ vâng. Mai kiểm tra xe có mất gì không? À. Chết rồi anh ơi. Tiền của em nó lấy mất rồi. Thôi được rồi, em cầm lấy chút tiền này đi. Có gì mình gặp nhau sau thì trả lại anh cũng được. Anh cầm lấy đi, em không dám nhận đâu. Thôi, em cứ cầm lấy đi. Đi em. Vâng. Anh, hay là anh cho em xin số điện thoại đi. Sau này có tiền em sẽ trả lại anh. Thôi được rồi. Anh đọc đi, để em lưu cho. Đây, số của anh đây. Em tên là Phương ạ. Anh tên là Đạt. Dạ vâng, em cảm ơn hai anh. Đi rồi em. Dạ vâng ạ. Mà này, chú cũng là thằng có tay nghề, sao cứ đi làm linh tinh thế? Thì sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ mà anh. Cái gì đấy? Dạ, em đùa chút thôi. Bây giờ em cũng đang còn trẻ, cho nên muốn trải nghiệm một chút anh ạ. Giờ anh bảo, giờ anh em cố gắng làm, tiết kiệm một chút. Sau này cố gắng mở một cái xưởng gỗ lớn nhất cái Việt Nam này luôn. Dạ, vâng ạ. Nói hay lắm, xưởng của chị hay là xưởng của chú đây? Thì bây giờ chị thuê làm quản lý cái xưởng gỗ của chị rồi, thì coi như là của em. Mà chuyện hôm nay biết làm sao được ngày mai. Mà chị thấy em giỏi không? Kiếm chị một tay thợ quá giỏi luôn. Dạ, em chào chị ạ. Nói từ nãy giờ, cuối cùng cũng được một câu hay đấy. Dạ, em xin phép em ra ngoài, em có điện thoại ạ. Người đâu đã đẹp trai lại có lịch sự. Nó đi rồi bà. Biết rồi. Đi làm đi. Vâng. Em hẹn anh hôm nay ra đây có chuyện gì thế? À, em muốn cảm ơn anh chuyện lần trước vì đã giúp em. Nhân tiện em gửi anh tiền luôn. Không có gì đâu, em được khách sáo mà. Mà hình như anh không phải người ở đây đúng không? Em tinh ý thật đấy, anh không phải là người ở đây. Anh chỉ về đây làm cùng với anh trai của anh thôi. À, chắc là anh về đây cũng chưa dành khu này lắm. Quanh đây có nhiều món ăn ngon lắm, hay để hôm nào em đưa anh đi nhá. À, hay là để bây giờ đi luôn đi. Thôi cũng được, mà em con gái ấy, đi ra ngoài đường nhớ cẩn thận đấy nhá. Vâng, em biết rồi, mình đi thôi. Anh ạ. Ừ. Anh này, chiều nay anh có đi đâu không? Cho em mượn xe của anh được không? Chú ý đâu à? Ừ. Mà này, dạo này thì chú khác lắm đấy nhá. Dạ, em định đi chơi với Phương lúc anh ạ.
Cái Phương. Dạ, vâng ạ. Phương nào? Cả con bé mà lần trước chú cứu đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Là cô ấy ạ. Cô ấy ạ. Đúng là anh Hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Mà không được. Con bé này không được gọi là mỹ nhân vì nó có đẹp đâu. Thôi, bỏ qua cái chuyện ấy đi anh. Tóm lại, anh có cho em mượn xe không? Chìa khóa anh để ở xe ấy. Mà này, bén nhanh dễ cháy lắm đấy nha. Anh cứ đùa. Anh nên nhớ, em là tù sói đấy. Thôi đi đi. Dạ vâng ạ. Sao hôm nay trông em có vẻ buồn bã thế? Xe của em hỏng rồi, em muốn mua xe mới. Bạn của em ai cũng đi xe xịn hết, mỗi mình em là đi xe số thôi. Lóc ca lóc cóc lại còn hỏng lên hỏng xuống nữa chứ. Đi vì chúng nó em toàn bị treo thôi. Anh đang tiết kiệm rồi, em cố gắng đợi thêm một thời gian nữa nhá. Anh có đủ ấy, rồi anh mua cho em. Nhưng mà em muốn mua xe mới. Hay là anh cho em vay ít tiền được không? Anh làm gì có. Sinh viên như anh ấy thì lấy đâu ra tiền bây giờ? À, không thì anh thử hỏi bạn của anh xem. Bạn anh thì chúng nó không có. Em không biết đâu. Có mỗi chuyện bé tí như thế mà anh không chiều em được à? Thôi được rồi, để anh cố gắng vậy. Đấy, vậy mới là người yêu của em chứ. Sao rồi? Chịu thôi, lừa đúng cái thằng nghèo, bực cả mình. Bây giờ làm sao? Nó không có tiền, bảo là đi vay bạn, mà bạn nó còn nghèo hơn cả nó ấy. Có mỗi cái chuyện mồi chài thôi mày làm không xong hả? Anh giỏi anh đi làm đi. Tao làm được tao đi làm rồi đó. Em vào đây. Nghe nói em còn một đứa nữa hả? Ừ nhở. Anh đi chợ giúp em đi. Để em hẹn nó ngày mai đi cà phê. Luôn à? Tiến à? Phương, sao hôm nay em có vẻ buồn thế? Có chuyện gì à? Xe của em hỏng rồi. Xe của em hỏng, sao không bảo anh đến đón? Thì em không biết trước được đâu. Thế để chiều, anh đưa em đi sửa nhá. Nhưng mà em muốn mua xe mới. Bạn bè em ai cũng đi xe xịn. Một mình em là đi xe số, lóc ca lóc cóc, lại còn hỏng lên hỏng xuống nữa chứ. Lần nào đi chơi cùng em cũng bị trêu. Thôi em ạ, bây giờ mình có sao dùng vậy. Chứ đua đòi với thiên hạ thì làm sao mà đua được. Nhưng mà em muốn xe mới cơ. Hay là anh cho em vay tiền được không? Vay tiền á? Nhưng mà hiện tại anh mới về đây làm, cũng chưa có tiền. À, không thì anh vay bạn của anh được không? Vay bạn à? Thôi được rồi, để anh tính nhá. Dạ vâng. Anh. Mày đâu từ sáng đến giờ đấy? Gọi thì không nghe máy. Đừng bảo với anh là lại đi tình yêu nhá. Anh nói không sai mà. Yêu đưa vào, mất thời gian. Anh ơi, anh còn 30 triệu không? Cho em mượn với ạ. 30 triệu? Mày làm như anh mày giàu lắm ý. Mà này, đừng bảo lấy tiền cho gái nhá. Dạ. Chết vì gái là cái chết rất là tê tái đấy. Dạ, em cần 30 triệu thật mà. Nhưng mà anh đừng có suy nghĩ em như vậy. Thực ra xe của Phương cũ rồi, mà cũng ai hỏng nữa. Nên em muốn mua cho cô ấy một chiếc xe mới ạ. Cái Phương nó không như chú nghĩ đâu. Dạ, ý anh là sao ạ? Để anh kể em nghe. Sao hôm nay trông em có vẻ buồn bã thế? Xe của em hỏng rồi, em muốn mua xe mới. Bạn của em ai cũng đi xe xịn hết. Mỗi mình em là đi xe số thôi. Lóc ca lóc cóc lại còn hỏng lên hỏng xuống nữa chứ. Đi vì chúng nó em toàn bị treo thôi. Anh đang tiết kiệm rồi, em cố gắng đợi thêm một thời gian nữa nhá. Anh có đủ ấy, rồi anh mua cho em. Nhưng mà em muốn mua xe mới.
Hay là anh cho em vay ít tiền được không? Anh làm gì có. Sinh viên như anh ấy thì lấy đâu ra tiền bây giờ? Không thì anh thử hỏi bạn của anh xem. Em nghĩ Phương không phải là người như vậy đâu anh ạ. Hay là anh không có tiền rồi đặt điều cho Phương đúng không? Mà nghĩ anh vậy à? Được rồi, để anh chứng minh cho mày thấy. Phương ơi! Phương! Anh Tùng, sao anh đến mà không nói với em trước? Anh có mang cho em một chút tiền, coi như là phụ tiền để em mua xe. Em cảm ơn anh nhá, anh đúng là tốt với em. Anh mà là số 2 thì không ai số 1 luôn đấy. Lúc nào mua xe ấy, thì gọi anh để anh đi cùng nhá. Mà em lại hẹn đi chung với bạn mất rồi. Có anh đi cùng thì em ngại lắm. Thôi không sao, em đi với bạn cũng được. Dạ vâng, vậy thì hôm khác em đi với anh sau nhá. Em vào nhà trước đây. Thôi, có gì đâu mà phải buồn. Anh em mình lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay, có việc gì làm khó được anh em mình đâu. Anh ạ, đúng là anh Hùng không qua được ái mỹ nhân anh ạ. Nhưng em phải hiểu, người ta có xứng đáng với tình cảm của em hay không chứ. Nhưng mà em nghĩ em đặt niềm tin vào đúng người rồi đấy anh. Đúng người, chú chắc chứ? Em chắc ạ. Còn anh thì khác. Anh vẫn giữ quan điểm của anh là chú bị lừa rồi. Sao lúc nào anh vẫn giữ cái suy nghĩ ấy nhở? Em nghĩ Phương không phải là người như vậy. Em yêu Phương và cô ấy cũng như vậy ạ. Hay là anh không muốn cho em anh hạnh phúc? Chú nghĩ anh vậy à? Anh em vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay mà giờ chú đòi với anh vậy à? Dạ em không quý đấy. Nhưng mà... Không đương gì hết. Ngày mai đi với anh. Nhưng mà đi đâu được à? Đi đâu rồi sẽ biết. Cứ vậy đi. Em nghĩ rồi, hay là mình làm nốt một vụ nữa thôi, xong đi thật xa. Khu này mình kiếm nhiều phết rồi đấy. Anh cũng nghĩ như vậy đấy. Có khi mình phải đi nơi khác mới được, chứ tình hình này chết toi mất đấy. Em thấy gì không? Mùa mới kìa. Vào việc đi. Có bao nhiêu tiền? Đưa hết đi cho tao. Anh định làm gì? Tôi không có tiền. Định làm gì á? Nhanh! Tôi đã bảo là tôi không có tiền rồi thì... Con này! Mọi người ơi! Cướp! Nè! Cướp! Trả lại đây! Tức cướp! Ban ngày ban mặt mà mày giở cái trò cướp giờ đó nè. Ôi thằng danh con này, hôn hồn thì cút, bố mày giết mày đấy. Hay lắm! Tao biết ngay, chúng mày là một cặp với nhau mà. Đi, cặp gì? Cặp tóc à? Cặp tóc á? Để tao nói mày nghe. Lần trước khi em tao về đến đây, chúng mày đã gian cảnh cướp tài sản. Khi thấy tao, mày đùng đùng bỏ chạy, tao đã nghi ngờ rồi. Còn cô nữa, ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô đã xin tiền bọn tôi rồi. Tao không biết cái gì hết, chúng mày tự giải quyết. Không biết à? Tao nói mày nghe, tao thấy con này đưa tiền cho mày. Sao? Tao nói có sai không? Tao đã biết bộ mặt thật của chúng mày. Tao nói cho em trai tao nghe, nhưng nó không tin tao, nên tao đành phải gian cảnh này thôi. Anh ơi, mọi việc đều là anh ta xúi dại em hết, em không biết gì cả. Xúi dại à? Xúi hay không? Lên công an sẽ rõ. Người anh em, đưa bọn nó đi. Ô, đi. Đi.